Tin giáo sứ cao xá Thánh lễ ban bí tích thêm sức nhậm chức chánh xứ mừng quan thầy giáo sứ cao xá Ngày 1 tháng 8 năm 2018 Đức cha Du Xe về thăm giáo sứ cao xá và cử hành thánh lễ ban bí tích thêm sức cử hành nghi thức nhậm chức chánh xứ của cha Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng và mừng bổn mạng giáo xứ hiện diện trong thánh lễ có đức cha Giuse, cha giám tỉnh dòng Đa Minh, quý cha trong hạt Tây Ninh, quý cha trong dòng, quý cha khát quý thầy, quý sơ và đông đảo cộng đoàn giáo sứ cao xá, giáo sứ thánh tâm thuộc giáo phận Xuân Lộc là nơi cha tân chánh sứ đã coi sóc. Trong bài giảng, Đức cha Du Xe chia sẻ với cộng đoàn về sự hoạt động của Chúa Thánh Thần trong giáo hội cũng như trong mỗi người, và Ngài cũng nhắn nhủ với các em chuẩn bị lãnh nhận bí tích thêm sức, phải hăng say ra đi loan báo tin mừng và làm chứng cho Chúa Kitô. Sau bài giảng, 43 em trong giáo sứ cao xá và ba em giáo sứ bến trường được Đức Cha ban bí tích thêm sức, gia tăng ơn Chúa Thánh Thần, giúp người tín hữu trưởng thành về Đức Tin. Sau Thánh Lễ, Cộng đoàn Giáo sứ gửi những lời chúc và lãng hoa đến Đức Cha, Quý Cha thay cho lời cảm ơn chân thành. Bên cạnh đó, các cấp chính quyền huyện Châu Thành, thị trấn Châu Thành cũng có những lãng hoa chúc mừng cha tân chánh xứ.